đêm đông cuồng sương rơi lác đác nghe tiếng gió rừng nghỉ sao sáng năm canh dê kêu đồi núi vắng tanh nghỉ
Thank you.
khuyên cái bỏ lạc sáng thương cầm hạ thú hồ lang về chỗ huyền thai tam tâm lục chỗ ý nghĩa cảnh
đặt bầy long xô phục vì mê yêu mê lục sáng sinh trước là tôn bệnh thiên đình nghỉ sau là phà thế sinh linh coi trần
dấu xa đi thanh trầu hóa phép huyền vi ngoại phép uy nghiêm ý.
bao xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi, Chiêm Mai phải qua đỉnh bình sinh ngô phách.
Thank you.
Chồng mẹ thương thủ ương là khóc ăn tứ thân, khắc thắm đổi đầu ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.